Xin chào các bạn, mình là Cường. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách thức chúng ta xây dựng một bảng hỏi trên VietCAD. Trên màn hình chúng ta đây có một cái bảng hỏi cơ bản, tôi gọi là bảng hỏi thực hành. Nhìn vào cái bảng hỏi này, chúng ta sẽ thấy được các cái phần đầu mục chính như phần dành cho điều tra viên, thông tin chung, và từng phần đầu mục này sẽ có các cái câu hỏi chi tiết. Và từng câu hỏi chi tiết này chúng ta sẽ có những cái lựa chọn phù hợp. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ đi xây dựng cái bảng hỏi này trên nền tảng quản lý và thu thập dữ liệu là VietCAD. Chúng ta sẽ đi lần lượt từ các câu hỏi một để chúng ta có thể xây dựng được bảng hỏi này. Chúng ta sẽ chuyển sang giao diện VietCAD. Thì đây là cái giao diện của VietCAD tôi đã mở sẵn. Thì để xây dựng bảng hỏi này, chúng ta sẽ vào phần designer để chúng ta xây dựng bảng hỏi. Ở đây tôi đã tạo sẵn một cái bảng hỏi tập tên là thực hành. Thì các bạn cũng có thể đổi tên cái bảng hỏi này một cách dễ dàng, một cái thực hành bằng cách rename nó. Và nó cho phép trên nền tảng tiếng Việt, Unicode hiện khá rõ. Sau đó tôi sẽ đi vào chi tiết cái phần xây dựng bảng hỏi như thế nào. Chúng ta click vào. Thì ban đầu VietCAD sẽ có một cái mặc định là Required ID, thì là tự động là lưu lại cái ID của bản ghi này một cách tự động. Chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ nhất. Thứ nhất là chúng ta sẽ dành cho là gì? Câu hỏi nhất là chúng ta cho mình mã số điều tra viên. Chúng ta sẽ đi vào phần điều tra nhất chúng ta. Thì các bạn thấy đây, VietCAD liệt kê ra chúng ta rất nhiều các cái kiểu câu hỏi khác nhau. Ví dụ như được kiểu mã số điều tra viên của chúng ta có thể dạng là text box như này. Ví dụ như là mã điều tra viên rồi thì các bạn chọn text box, đây chúng ta có thể đánh vào mã điều tra viên và chúng ta sẽ chọn, nếu chúng ta để mặc định như này thì nó cho phép dưới dạng là text. Nếu mà chúng ta dưới dạng chúng ta có số mã điều tra viên, chúng ta các bạn có thể chọn là số. Ở đây điều tra viên chúng tôi đã có danh sách theo số sẵn rồi, chúng ta sẽ chọn là số. Thì các bạn có thể đặt giới hạn, khoảng giới hạn giá trị minimum và maximum, giá trị tối thiểu và giá trị lớn nhất, để tránh cái việc mà chúng ta có thể sai sót trong quá trình nhập liệu. Câu tiếp theo là requirement, tức là cho phép chúng ta bắt buộc phải nhập. Nó sẽ thông báo nếu cái dòng giá trị chúng ta, vì trường này là trường bắt buộc phải nhập, chúng ta sẽ chọn là yes. Và cái trường này có identifier có làm chuyển định danh hay không, thì các bạn có thể chọn no và yes tùy theo. Còn cái cách thức hiển thị thì chúng ta có thể chọn right vertical hoặc là horizon, thì các bạn chọn nó sẽ canh lề bên phải hoặc là canh lề bên trái, tùy các bạn lựa chọn. Chúng ta có thể fill note là chúng ta chú thích những cái ghi chú vào để cho một cái người điền bảng hỏi này có thể dễ dàng điền thông tin một cách chính xác. Ví dụ như là chúng ta có thể điền mà điều tra viên điền mã số của mình. Ok. Như vậy các bạn có thể thấy đây, cái phần notes đã hiện rất nhỏ ở dưới này. Như vậy các bạn có thể thấy là điều tra viên có thể dễ dàng nhận biết và có thể điền một cách chính xác. Cái phần tiếp theo chúng ta là ngày thực hiện. Ngày thực hiện thì cũng là kiểu biến là text box thôi. Nhưng chúng ta sẽ chọn là ngày thực hiện. Field label là cái nhãn của cái biên đó. Thì nó khi các bạn để enable auto naming thì nó tự động lấy những ký tự đầu cuối của mỗi text để nó tạo ra cái biến. Tuy nhiên nó sẽ phù hợp hơn với tiếng Anh, cái biến tiếng Anh thì chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ đặt từ điểm date đó. Cái kiểu validation đây chúng ta sẽ chọn là kiểu ngày tháng năm, thì tùy các bạn lựa chọn là đây là cái kiểu date
Date time tức là ngày và giờ. Date time seconds tức là ngày giờ và có phút và giây. Tùy theo mức độ chúng ta yêu cầu của chất lượng số liệu, chúng ta có thể chọn lựa chọn nó thích hợp. Phía đây các bạn có thể lựa chọn là kiểu ngày tháng năm theo đúng cái kiểu Việt Nam chúng ta hay dùng. Chúng ta chọn ngày tháng năm. Click verifies, yes, chọn verifies, ok. Rồi, giờ đã có kiểu date, ok. Thì khi mà hiển thị ở đây thì nó có cái kiểu today, thì khi recap cho phép các bạn chọn nhanh today nếu cái ngày thực hiện là ngày hôm nay. Các bạn click vào today thì nó hiện diện ra luôn ngày hôm nay luôn. Tôi sẽ thêm một trường thông tin mới, đó là họ và tên người tham gia. Thì các bạn có thể đánh thế này, hoặc các bạn có thể copy and paste cái nội dung từ một cái file như file word các bạn sẽ sang, thì nó sẽ giữ nguyên định dạng và sẽ đỡ mất thời gian hơn chúng ta phải đánh. Thế thì có thể name, ok, nên thì dạng text rồi chúng ta chọn yes. Và thông tin này là thông tin định danh, là xác định một cái danh tính của một người tham gia nghiên cứu, cho nên chúng ta sẽ chọn yes. Thì trong recap nó sẽ phân biệt được cái biến nào là thông tin định danh. Thì khi mà export recap thì trích xuất recap thì nó sẽ có thể cho phép chúng ta loại bỏ những thông tin định danh này, bảo mật thông tin nghiên cứu. Thì tôi sẽ về cái phần trích xuất cũng như là liên quan đến cái biến định danh này, tôi sẽ trình bày trong một cái bài trình bày khác. Tiếp theo sẽ là ngày tháng năm sinh của họ. Tháng năm sinh. Thế thì các bạn có thể chọn ở đây là date of birth, đúng không ạ? Ngày tháng năm sinh cũng là kiểu đó. Và require thông tin định danh. Yes. Tiếp theo sẽ chọn là trình độ vấn, đúng không ạ? Trình độ vấn thì như lỗi chúng ta bảng hỏi ban đầu, chúng ta sẽ có 6 cái lựa chọn. Thì như vậy chúng ta sẽ phải chọn một kiểu vấn khác, kiểu vấn này không phù hợp. Kiểu vấn này thì nó bình gọi là text box thôi. Chúng ta phải chọn kiểu vấn là multiple choice drop down list và multiple choice radio button. Thì ở đây đều là hai cái lựa chọn cho cái một lựa chọn, nó chỉ khác ở cái hình thức hiển thị các cái lựa chọn ra để các bạn lựa chọn. Thứ nhất là drop down list là nó liệt kê liệt kê dạng drop trỏ xuống và chúng ta sẽ lựa chọn vào. Còn cái này radio button thì nó sâu ra toàn bộ các cái lựa chọn, chúng ta cũng sẽ thử hai phương án này. Và ví dụ như là trình độ học vấn thì ở đây tương chọn là education, chọn device thông tin định danh. Như vậy thì đây nó sẽ sổ xuống các cái cửa sổ để các bạn lựa chọn. Ví dụ tôi chọn là một giấy thì học. Cho đến cấp 1 hoàn thành trung học cơ sở cấp 2, 4 hoàn thành trung học cấp 3 và 5 hoàn thành cao đẳng đại học, 6 là những người mà chuyên đại học. Đây là cái nhãn và chúng ta sẽ chọn vào. Thì các bạn khi mà chúng ta click vào save, nó sẽ hỏi là bạn có muốn gán những cái
value, những giá trị cho từng cái nhãn này không. Ví dụ chúng ta đồng ý thì nó sẽ get giá trị. Ví dụ nếu các bạn nếu người lựa chọn chọn là trên đại học thì nó sẽ trả kết quả sau khi các bạn trích xuất dữ liệu, nó sẽ là giá trị 6. Ok, chúng ta chọn đây. Thế thì vừa rồi chúng ta sẽ nhìn thấy là đây là drop down list, nó sẽ chúng ta chọn này. Như vậy các bạn sẽ không nhìn thấy các cái lựa chọn tiếp theo. Ngoài ra chúng ta có thể hiển thị dạng một cái kích thước khác. Ví dụ chúng ta sẽ copy vào đây, tôi chọn nó tự động ra một cái biến là đuôi là số 2, education 2. Chúng ta chọn vào edit, chúng ta chọn cái kiểu là royal button, thì các bạn nhìn thấy đây nó cũng là một câu hỏi nhưng mà cái cách thức hiển thị thì nó khác nhau. Nó phụ thuộc vào cái cách thức mà chúng ta muốn trình bày. Cách thức này thì drop down list thì nó sẽ giảm tiết kiệm cái khoảng cách giữa các câu hỏi. Tuy nhiên nó sẽ đôi khi sẽ cho người điền là lấy tất cả các lựa chọn ra thì họ có thể dễ dàng lựa chọn. Thì tùy thuộc vào mục đích, cách thức trình bày chúng ta có thể lựa chọn cái hình thức hiển thị nó phù hợp. Tiếp theo là tôi sẽ đi vào câu hỏi là số thành viên trong gia đình của họ. Thì số thành viên trong gia đình của tôi sẽ là text box, đúng không? Số thành viên trong gia đình. Thì các bạn đây là number. Number sao số cho member. Thì member. Các bạn chọn đây là chúng ta chọn kiểu number. Thì bình thường chúng ta có thể đặt giá trị là 1 tối thiểu 1 người, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể đặt ra giới hạn là 20 để trong trường hợp là họ có thể đánh chọn sai. Yes. Ok. Tiếp theo là địa chỉ nhà ở của họ. Thì là address, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ chọn là mặc định là text rồi, đúng không ạ? Thì các bạn có thể nhìn đây là nó có địa chỉ là bắt buộc nhập và nó là định danh. Thì các bạn nhìn thấy đây là nó có hai kiểu là kiểu text box và kiểu note box. Hai cái này khác nhau như nào? Text box thì chúng ta đã biết rồi. Thì nó sẽ liệt kê ra một cái câu hỏi như thế này, một cái phần box như này, một line thôi. Tuy nhiên nó cũng không giới hạn về cái số ký tự trong cái này đó. Tuy nhiên cái thức hiển thị thì các bạn muốn hiển thị cái text và những cái nội dung về sau thì các bạn phải thao tác kéo chuột di chuyển và về sau thì các bạn mới hiển thị nội dung. Thì ở đây ta có thể nhiều thông tin hơn, ví dụ thông tin tổ dân phố, họ xóm, ấp, vân vân. Thì các bạn rất nhiều thông tin thì các bạn sẽ chọn note box, thì nó ra một cái box to hơn, chúng ta có thể điền thông tin giảm. Tiếp theo chúng ta sẽ câu hỏi là về thông tin về tình trạng. Ví dụ như là chúng ta hỏi câu hỏi là trong tuần vừa rồi anh chị có hút thuốc lá hay không? Smoking. Ok, bắt buộc trả lời. Rồi, chọn không thì chúng ta sẽ chọn là kiểu royal button. Thì một là có, hai là không. Thì tùy theo các bạn có thể chọn một chọn hoặc là chọn hai là không hoặc là không là không. Thì như thế này thì cái giá trị nó sẽ hiển thị là khi các bạn export xuống thì nó sẽ rất thuận tiện cho các bạn khi mà các bạn tính toán. Thì ở đây các bạn có thể chọn yes no. Chọn yes no thì chúng ta sẽ không
thay đổi được cái label, cái nhãn của yes no là gì. Nên tôi sẽ chọn tiếng Việt này, thì người ta sẽ chọn, thì các bạn nó sẽ mặc định là hay là không, các bạn không chọn không thì các bạn cũng có thể để đây là giá trị là không để chúng ta dịch toán sau này, còn cái nhãn chúng ta vẫn hiển thị cho phù hợp với bảng hỏi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ làm câu hỏi là nếu mà họ hoặc họ uống thuốc lá thì là hút bao nhiêu điếu, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ làm ở đây là nếu có thì hút bao nhiêu điếu. Ở đây là ok, chọn bắt buộc và chọn đây, chúng ta chọn là kiểu text box kiểu number. Ok, các bạn có thể đặt giới hạn ở đây, ở đây chúng ta thấy là gì, nếu mà họ có thuốc thì mới hỏi câu hỏi tiếp theo này, còn nếu không họ không có thuốc thì sẽ chuyển qua. Nghĩa là gì, cái câu nếu có anh chị có bao nhiêu điếu chỉ xảy ra khi ở câu trình trả lời là có. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái branching logic, branching logic chúng ta sẽ chọn ở đây. Thì các bạn, nếu các bạn đã thân quen với cái code, cái syntax, các bạn có thể viết syntax trực tiếp luôn. Còn nếu các bạn chưa quen thì các bạn có thể chọn wrap, đây wrap rope logic builder, thì nó sẽ chọn chúng ta các cái kiểu dạng các bạn kéo xuống và các bạn sẽ chọn cái câu này chỉ hiện khi smoking là có. Ok, các bạn nhận thấy đây nó là branching logic. Cái câu này chỉ hiện khi smoking ở trên, vì smoking tên là có là chỉ một. Tiếp theo là một cái nhận định. Anh chị hãy biết cho biết mức độ đồng ý của mình với các nhận định sau. Thế thì nhìn bảng này nó là một cái bảng nhận định, thì chúng ta sẽ chọn cái biểu kiểu là matrix, matrix view. Ok, thế thì chúng ta sẽ chọn cái nhất là nhận định 1. Ok, các bạn chọn nhận định 2. Và các cái lựa chọn, tất cả đây chúng ta đều đánh qua hết. Các lựa chọn thì các bạn lựa chọn là gì? Hoàn toàn đồng ý. Tôi sẽ đi copy cho nhanh. Và ở đây chúng ta có thể là chọn là chất chỉ một lựa chọn cho mỗi cái cột thôi. Có anh thêm, ok. Các bạn đặt tên matrix group, đây là statement. Ok, các bạn nhìn thấy đây là một lựa chọn. Một này đã chọn nhận định 1 rồi, chúng ta sẽ nhận định này chúng ta sẽ chọn các cái thang đo rồi. Chúng ta sẽ chọn nữa. Bây giờ chúng sẽ copy cái này. Ta sẽ edit các bạn vùng cái đây, chúng ta nếu chọn cái vertical box thì cái box chúng ta nó sẽ thành ô vuông. Và như vậy một cái vấn đề chúng ta một nhận định chúng ta có thể chọn. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chuyển vào cái chúng ta chọn là gì? Như vậy là chúng ta đã
hoàn thành bảng hỏi. Ở đây chúng ta sẽ tạo một cái kiểu biến nữa là kiểu biến calculation. Calculation. Thế thì calculation được tính toán là kiểu biểu tính toán. Chúng ta sẽ có cái phần là ngày tháng năm sinh. Bây giờ chúng ta đã có cái ngày thực hiện và ngày tháng năm sinh. Chúng ta muốn biết được là tính những cái ngày thực hiện đó thì cái người được hỏi chúng ta là bao nhiêu tuổi, đúng không? Vì đôi khi hỏi tuổi họ sẽ có thể tính cái tuổi dương lịch hoặc tuổi âm lịch, họ có thể tính sai, thì chúng ta có thể hỏi cái ngày tháng năm sinh và từ đó chúng ta có thể tính toán ra được là cái tuổi của họ là bao nhiêu, và chúng ta có thể làm những cái điều kiện. Nếu một tuổi như này thì sẽ có những câu hỏi khác tiếp theo. Thì chúng ta có thể tính ra đây ngay, chúng ta ép fill một cái ngay dưới thì biến ngày tháng năm sinh chúng ta có thể đặt ngay tuổi. Thì tuổi chúng ta sẽ chọn biến là calculation, calculate fill, và cho chúng ta sẽ tính toán thì chúng ta đặt age là tuổi. Ok, thì calculation này thì sẽ là một cái phần khá là thú vị. Tôi sẽ giới thiệu các bạn chi tiết trong một phần sau. Tuy nhiên trong phần trình bày này tôi sẽ mô tả để các bạn làm được. Chúng ta đây có thể làm cái hàm là round down. Chúng ta sẽ tính toán giữa hai giá trị ngày tháng năm sinh và cái ngày thực hiện để tính ra cái year của chúng ta là bao nhiêu tuổi. Chúng ta chọn thì khi các bạn nếu mà chúng ta điền cái cú pháp của cái syntax này đúng thì nó sẽ valid chúng ta. Cái tuổi này thì chúng ta chỉ thể hiện ở trên thể hiện ra cho họ điều tra viên họ biết thôi, chúng ta sẽ không gái cho phép can thiệp vào công thức. Các bạn có thể chọn một cái là read only. Thì cái phần về action tag này tôi sẽ giới thiệu trong một cái phần riêng trong video tiếp theo. Yes, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần để xem cái hiển thị của bảng hỏi như thế nào. Chúng ta sẽ click vào cái preview này. Chúng ta sẽ nhìn thấy đây là các nội dung của bảng câu hỏi. Ta nhìn cũng khá là đẹp. Chúng ta sẽ đi vào nhập một cái bảng hỏi. Các bạn biết sẽ biết là cái bảng hỏi chúng ta kết quả như nào. Chúng ta add new record. Các bạn nhìn thấy đây. Bạn điều tra viên thì các bạn gõ vào. Ví dụ của tôi là ai là ban ngày. Ngày thực hiện ngày hôm nay. Thì các bạn muốn chọn ngày nào, ngày hôm qua hay hôm nào thì các bạn thích vào đây, các chọn đăng nhập vào. Họ tên người tham gia, Nguyễn Văn A. Thì các bạn hoàn toàn có thể đánh ký hiệu có dấu được. Ngày tháng năm sinh. Thì có thể chọn lại. Ví dụ, còn là ngày này, 1 tháng 1 sinh. Các bạn thấy đây calculation, cái biến tuổi đã được tính toán. Như vậy là tính đến thời điểm này thì cái trường hợp Nguyễn Văn A sinh ngày 1/1/81 là được làm tròn là 41 tuổi. Và cái trường này rất ẩn, chúng ta sẽ chỉ nhìn được thấy thôi, nhìn kết quả thôi và chúng ta không can thiệp được họ. Trình độ vấn đây, các bạn chúng ta sẽ không này cấp 3. Chúng ta chọn cấp 3 như này. Số thành viên gia đình. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn là ví dụ ra đây bị đánh nhầm chẳng hạn 50 người. Thì các bạn đấy nhìn thấy là nó đã cảnh báo với giá trị chúng ta được, chỉ 1 đến 20 thôi. Nhắc cho chúng ta sẽ chọn là đúng. Chúng ta chọn đây là 5 người đối với sinh gia đình. Địa chỉ ABC Z. Okay. Tập tật vừa qua có tức là không. Nếu không thì sẽ hỏi tiếp phần này nhận định này. Còn nếu có thì các bạn nhìn thấy đây sẽ đi có bú điếu bao nhiêu điếu. Ví dụ tuần vừa qua hút 20 điếu. Nhận định chúng ta sẽ lựa chọn vào đây. Các trường hợp mà chúng ta quên bỏ sót một nhận định
thì chúng ta kích vào complete tạo này hoàn thành, chúng ta save analysis. Nó sẽ cảnh báo cái nhận định 3 là chúng ta cần hoàn thiện, ta ok chúng ta hoàn thiện nó. Rồi, như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái phần tạo bảng hỏi và nhập nhanh cái nội dung bảng hỏi này. Đây tôi kết thúc video này ở đây. Sắp tới tôi sẽ giới thiệu các bạn về các nội dung chuyên sâu về calculation, bảng hỏi, các cái advanced của Redcap. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào.